là trở mặt như thời tiết. Sáng vừa nắng chang chang, bão về. Có khi còn gió mùa đông bắc luôn đi. Sao bố về sớm thế ạ? Dình bố đi vắng, dấm dấm rúi rúi vào bếp. Định làm món gì đãi bố đấy? Con làm hộp cơm bento ạ. Thế này thì mình không được chơi rồi, cay ấy. Làm để tặng ấy à? Vâng ạ. Xem nào. Cơm ếch à? Con gấu mà. Rồi. Tôi chết tôi rồi chị. Cái đi xấu hổ này chết mất. Chúng mày cứ gọi bố là cái gì? Binh Chi Linh thì đầu bếp đệ nhất thiên hạ này. Thế mà con cái tôi lại nặn ra thành cái cục. Ba cái cục này không thể nào họ hàng với gấu được. Thế bố không muốn bị mất mặt thì giúp con đi ạ. Ê, nhưng mà tôi có yêu đương gì đâu. Bố giúp con đi mà. Con vụng về là tại bố hết đấy. Cứ chiều con, ở nhà bố dành nấu ăn hết. Lại còn nấu ngon nức nở nữa. Có cho con làm gì đâu. Thế hóa là lỗi tôi hết đấy. Thôi đừng có vúc chèo kéo trống nữa. Đấy, tự mà làm mà tặng ấy. Bố giúp con đi. Người ta mà biết con vụng như này không ai lấy con đâu. Rồi xê ra. Alo ạ. Dạ, em Phương Đông đây ạ. Phỏng vấn em ý ạ? Thôi chị ạ, em không giỏi ăn nói, với lại em không biết kể gì về bản thân cả. À, hay chị dãy qua nhà em phỏng vấn bố em đi ạ. Nếu thế thì em đồng ý ạ. Bố em xứng đáng được phỏng vấn hơn em đấy ạ. Vâng ạ. Này, đây mới là ấy này. Ôi. Ôi. Ôi, đẹp bố ơi. Cảm ơn bố. Đi, em mang giúp em đi. Thôi, thôi, anh đã bảo không là không. Nhớ đây là bom thì anh chết chung à? Thôi, 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 chịu. Anh nói như thế, làm gì có gì. Còn bao việc. Dũng, Dũng. Dũng. Làm sao đấy? Sao mà ủ rũ thế? Ốm à? Hay bị khách hàng cho leo cây? Nào không ạ. Này, chị bảo. Em mang đồ cho sếp Vinh giúp chị nhá. Sao chị không? Sáng nay chị mang cà phê về cho sếp. Mà không may bị đổ. Bị sếp khừ. Giờ mà mò mặt vào hại lắm. Nhá, giúp chị nhá. Để vào đây. Nhá, nhá, nhá. Giúp chị nhá. Chị cảm ơn.